khi mà anh mà thấy được cái điều đấy thì trong lòng anh như thế nào? Em muốn chết cho mình luôn. Em rất là không biết gì hết trơn. Dạ vâng, con chào cô. À, em chào anh. Dạ vâng, thì hôm nay cô và anh tới nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Đi tìm con gái. Em dạ. Đi tìm vợ. Dạ vâng, thì cô ơi, cho con xin phép được hỏi cô tên là gì? Cô Nguyễn Thị Thu Hồng. Dạ, cô đến từ đâu? Ở tỉnh Kiên Giang, xã Tây Yên, huyện An Biên. Dạ, còn anh trai tên là gì? Tên Phan Nhân Mùa. Anh đến từ đâu? Từ ấp Sứ Vinh, xã Tây Yên. Là hôm, dạ, là hôm nay anh cùng với cô là cô thì tìm con gái, còn anh thì tìm vợ đó ha. Dạ, dạ rồi thì cho con xin phép được nói chuyện với cô trước tiên ha. Dạ cô ơi thì con gái của cô tên là gì? Nguyễn Thị Quyên. Dạ, con gái của cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha? Nó 30 tuổi á. 30 tuổi ạ? Dạ. Dạ, thì cái sự việc con gái của cô bỏ đi như thế nào thì cô có biết không? Tôi thì tôi không phải đi chơi đâu, chỉ nó nằm ở nhà điện thoại thôi. Nó bệnh nó cũng không lo nữa mà tôi mới chửi. Tôi nói ở nhà mà không lo mằng lo gì hết trơn á, mày lo mà điện hoài tối ngày. Tôi đâu thấy nó lên bao người vô nhóm gì đó. Đàn ông có, đàn bà có, tôi la nó. Tôi nói bệnh hoạn chứ đi buôn bán là không lo, mà lo tối ngày mà điện gì ngày đêm điện ai dữ vậy. Tôi thì đâu có xài điện thoại gành, già mà chú không có xài điện thoại gành. Cái nó nói nó điện cho thằng chồng nó. Cái tôi nói thằng chồng mày á, điện đâu mà bằng ngày thì mày điện được, cũng vô bờ mày điện được, rồi bằng đêm á, thì nó đi ngoài biển lo người ta đi trong cá ăn suốt bằng đêm chú. Dạ. Đâu có mà điện được. Nó nói với tôi, nó trả lại tôi, nó điện cho chồng nó. Là điện thoại cô thấy con gái của cô là điện thoại tối ngày luôn ạ. Sáng đêm luôn mà. Sáng đêm luôn ạ. Nó điện nhất rồi nó không ăn cơm nước, chân bệnh nó còn không lo nữa. Dạ. Rồi tôi mất đem gần với mật ong á. Đâm mà đâm nước nóng qua cho nó uống nữa. Tôi đứng trước tôi mới nghe thôi chứ không mà tôi cũng không biết nó điện cho ai. Là trong cái câu chuyện mà nói chuyện điện thoại đấy thì cô có nghe được từ nào không? Cô có biết được câu chuyện nó nói như thế nào không? Tôi không nghe nó nói thế nào mà nó nói về nó cười không à. Đó, mà tôi thấy một nhóm bao người. Đó. Là cười không ạ? Cười không ạ? Là mỗi lần một cuộc điện thoại thì nói lâu không cô ha? Nó ghim, nó vừa ghim vô đó mà nó sạc, nó nói chuyện sáng đêm luôn mà. Ủa chị ấy rồi thì nói chuyện như vậy rồi không lo cho các con luôn ạ? Không lo, đằng này tôi mới làm mẹ nãy gần mình tôi mới chửi thôi. Dạ cô ơi, cho con xin phép được hỏi là chị ấy có mấy người con rồi? Ba đứa, một gái hai trai. Một gái hai trai. Một đứa 10 tuổi, một đứa 9 tuổi, 8 tuổi, một đứa này sao 2 tuổi mấy gì đó. Dạ. Là cái thời điểm mà lúc bỏ đi là ở nhà là có lo cho các con không hay là chỉ nói chuyện điện thoại không? Nói chuyện không à. Tôi mới la tôi chửi đi. Là chỉ nói chuyện điện thoại. À. Nói chuyện mấy ngày cô, nhiều không cô? Nhiều lắm rồi tôi ngủ không được. Tại vì đi mặn mà biển về 5 giờ tôi đi rồi, cái 8 giờ tôi mới vô. Dạ. Đó. Là cô ở gần nhà con gái mình luôn đó ha? Nó ở rắp tôi mà, ở gần sát bên. À, sát bên. Là cô bắt gặp và thấy rất nhiều lần. Đúng. Là con gái của cô gọi điện thoại. Nói chuyện trong nhóm, trong gì đó. Nhưng mà là mẹ đó có phải là nói chuyện với chồng của chị ấy không? Không, có lúc có nói chuyện với chồng nó, có lúc nó không có nói chuyện với chồng nó. À, tức là nói chuyện với người lạ. À, trai có, gái có. Dạ. Có bao giờ cô nghe được cái câu chuyện tình yêu hoặc là anh em gì không? Không có nghe được câu đó. Dạ. Thì trong cái thời gian ở nhà thì cô có thấy được con gái của cô có cái điều gì bất thường không? Không có đi chơi đâu chân á, nó ở nhà nó nằm cái điện thoại nó suốt đó, bệnh nó không lo mà tôi đem thuốc qua tại nhà cho nó uống luôn mà. Dạ cho con xin phép được hỏi là con gái của cô ở nhà là làm công việc gì cô ha? Thì tôi đập lợp đó chú, đập lợp ngoài biển đem cá vô cần cho nó bán, nó nuôi mấy đứa con nó. Bữa thì lời trăm ngoài, có bữa là 200, có bữa thì vài chục ngàn cá. Dạ. Ít cá nhiều là mình bán ở dưới quê đó luôn cô ha? Dạ. Ủa bán về rồi thì thời gian đâu để mà nói chuyện điện thoại? Thì nó cứ để điện thoại nó gì nè, nó nói chuyện gì đó rồi nó mặn rồi chút xíu rồi nó rồi tới sau cả 20 ngày sau rồi nó không có đi buôn bán gì chân á. À, là bỏ buôn bán luôn. Bỏ buôn bán. Tức là từ cái thời điểm mà cô thấy được là nó gọi điện thoại rất là nhiều. Gọi như cô chia sẻ là gọi tối ngày sáng đêm luôn. Thì sau đó thì
chị ấy cũng đã bỏ bán. Bỏ dạ. Bán rồi nó mua cái lỗ tai nghe, cái gì giống lỗ tai đó, cái tai nghe á cô ạ. Rồi là nó cười không à. Dạ dạ vâng, con xin phép tạm ngưng hỏi cô ha. Thì anh trai dạ. Anh trai cho em xin phép được hỏi một lần nữa thì anh giới thiệu là anh trai tên là gì ha? Phan Nhân Mùa. Dạ, anh cũng đến từ Kiên Giang ha. Dạ. Và anh tìm vợ anh tên là gì? Nguyễn Thùy Quyên. Dạ, anh trai cho em xin phép được hỏi là trước lúc cái thời điểm vợ anh bỏ đi như mẹ vợ anh đã chia sẻ dạ. Thì hai vợ chồng anh có vấn đề gì về tình cảm không? Lúc tháng 7 đó thì có cự cãi mà cỡ tháng sau thì hai chồng làm lành lại không có gì hết trơn á. Cự cãi mà mãi một tháng sau mới lành hả anh trai? Nguyên nhân vụ việc cự cãi là gì anh ha? Chỉ là chuyện trong gia đình thôi chứ không có gì hết. Là chuyện trong gia đình, cái này là có thể là quyền riêng tư nên anh không thể chia sẻ được hay sao ạ? Chỉ là kêu vợ về bên nhà mẹ chơi thôi. Mẹ nào ạ? Mẹ của các em. Tức là kêu chị về bên mẹ chồng chơi. Ngày đó là ngày lễ hay là ngày rảnh? Ngày rảnh thôi. Rồi chỉ có vậy thôi. Dạ. Rồi vợ anh trả lời sao? Không đi, rồi vợ em nói này nói kia em mới tức, em mới chửi vợ em. Tức là anh kêu vợ của anh về nhà mẹ chồng để dạ. Chơi, để thăm mẹ. Dạ. Nhưng mà vợ anh không đi. Anh có biết lý do gì mà vợ anh lại không đi không? Vợ em nói mệt quá không có đi. Thì chắc là do sức khỏe của chị mệt hay sao anh? Hay là sao? Em không biết nữa, vợ em không có nói chị nói mệt thôi. Mệt không đi. Yeah. Và anh thấy được rằng là giữa vợ của anh với lại mẹ ruột anh á, quan hệ có được tốt không? Bình thường không có gì hết. Vợ chồng anh có hay thường xuyên về nhà mẹ ruột để thăm không? Có. Và những lần thăm đấy thì anh thấy sao? Có vui vẻ hạnh phúc không? Cũng bình thường hạnh phúc hết trơn, hạnh phúc. Chứ không có gì hết trơn. Khoảng bao lâu thì về gia đình nhà mẹ ruột thăm một lần? Khoảng mấy 20 bữa thì cũng có. Dạ là mẹ ruột ở gần đấy luôn anh ha. Dạ anh trai thì chắc có lẽ hôm đấy là do vợ anh mệt thật. Dạ. Cũng có thể là mệt thật nên mà chị không về. Thì chỉ dạ. Có lý do đấy thôi hay sao ạ? Dạ, chỉ có lý do đó thôi. Là chị nói mệt rồi sau đó là anh nói chị như thế nào mà vợ chồng cứ lộn? Em nói hồi sao mà về không về bên mẹ chơi chút rồi về. Nói không đi em mới tức, em mới chửi vợ em. Cái đó là anh sai rồi á. Dạ, em biết dạ. Em sai. Dạ. Anh có thấy cái điều gì dấu hiệu bất thường trước cái thời điểm mà vợ anh bỏ đi không? Không có gì hết trơn. Như mẹ vợ anh đã chia sẻ thì vợ của anh thường xuyên gọi là gọi điện dạ. Cho những người lạ tối ngày sáng đêm bỏ dạ. Bê công việc là buôn bán. Thậm chí buôn bán vẫn ghim tai nghe và vẫn gọi điện rất là nhiều. Có gọi cho anh không? Lâu lâu nó là gọi cho em mà chứ nó không gọi thường xuyên. Tại vì em đi ngoài biển em cũng không biết vợ em ở nhà nói chuyện. Như mẹ vợ anh chia sẻ dạ. Thì mỗi lần mẹ vợ anh hỏi vợ anh là gọi cho ai thì vợ của anh nói là gọi cho anh dạ. Và thực tế thì là không có gọi. Không có gọi đúng không ạ? Dạ. Không có gọi. Và anh có nghĩ điều mà vợ anh gọi điện đó là gọi cho ai không? Chỉ gọi cho bạn bè thôi. Anh có nghi ngờ điều gì không? Em cũng có nghi đó, lúc đó em cũng có nghi đó. Nghi ngờ như thế nào thì em mời anh trình bày. Nghi chuyện trai gái này kia đó. Trai gái đúng không ạ? Dạ. Là anh có nghi vợ anh rằng là đang quen người đàn ông khác không? Dạ có. Có đúng không ạ? Dạ. Mà em ngoài biển em không có làm gì được hết. Dạ, là công việc của anh là? Đi biển. Đi biển thì một lần đi là khoảng bao lâu anh mới về? Một tháng em vô một lần. Một tháng vô một lần? Dạ. Thì một lần về đó thì anh thấy vợ anh như thế nào? Có vui mừng không khi anh về không? Có hào hứng không? Có. Rồi là vợ chồng có thường xuyên gần gũi tâm sự với nhau không? Cũng có nói chuyện. Trong cái thời gian mà một tháng anh đi thì anh có gọi được điện thoại về nhà cho vợ anh không? Có điện được. Rồi mỗi lần gọi về thì anh thấy vợ anh đón chào cái cuộc điện thoại đấy như thế nào? Cũng bình thường. Dạ. Dạ rồi thì còn điều gì mà anh khả nghi về vợ không? Có hôm ngày nay em coi TikTok em thấy vợ em chụp hình với người lạ. Người lạ là anh ha? Mang người con trai á. Người con trai chụp hình như thế nào? Để dài lên cổ á.
tức là khoác tay lên vai đúng không ạ? Dạ. Tức là anh đã thấy được cái hình ảnh đấy ở trên đâu? Trên mạng trên TikTok ạ. À, trên TikTok là vợ của anh khoác vai lên cổ người đàn ông lạ. Dạ. Dạ vâng, thì cái người đàn ông lạ đấy anh có quen không? Dạ không. Có phải bà con dòng họ đi không? Không. Không đúng không ạ? Dạ. Dạ. Và ngoài những cái hình ảnh đấy thì anh có thấy được cái gì không ha? Dạ không. Ngoài hình ảnh đó em không thấy gì nữa. Qua cái hình ảnh đấy rồi thì anh nhận ra được điều gì không? Em biết vợ em đang theo người ta. Đang theo người ta là ai? Là bạn trai của vợ em. Là cái người đàn ông lạ đó đúng không ạ? Dạ. Dạ, cho tới cái thời điểm hiện tại và cái thời điểm ngay cái lúc này thì anh nhận ra rằng là vợ anh đã có người khác. Gọi là tạm thời gọi là nhân tình. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Nhân tình đúng không ạ? Thì anh có biết được rằng là vợ anh bỏ đi theo cái người đàn ông khác vì cái lý do gì không? Em không biết lý do gì luôn. Chắc có lẽ theo em nghĩ, thứ nhất là lý do là anh liên tục xa nhà. Mà mỗi lần xa nhà là một tháng, không có gần gũi. Dạ. Theo em nghĩ vậy thôi, thì theo anh trai thì có phải như vậy không? Em không nghĩ vậy đâu. Dạ. Tới cái thời điểm hiện tại thì cái tình cảm của anh dành cho vợ anh như thế nào? Em còn thương vợ nhiều lắm. Rất nhiều đúng không ạ? Dạ. Dạ, và em đang cảm nhận được rằng anh chuẩn bị khóc. Anh đã rưng rưng nước mắt. Thì anh trai ơi, thì nếu thật sự vợ anh đã có người khác và đã có gọi là người nhân tình, thì anh nghĩ gì về điều này? Em chỉ kêu vợ em về thôi chứ em không nghĩ gì khác cho vợ hết. Là anh sẵn sàng. Sẵn sàng bỏ qua cho vợ. Bỏ qua tất cả, tha thứ. Cho dù nếu thực sự vợ anh đã có người đàn ông khác, để vợ anh quay trở về. Bởi vì sao? Bởi vì là tình yêu của anh dành cho vợ anh rất là nhiều. Đúng không ạ? Dạ. Thì cho em xin phép được hỏi một xíu chuyện riêng tư anh ha. Anh đi biển như vậy thì mức lương như thế nào? Tháng cũng được 10 triệu. 10 triệu? Dạ. 10 triệu nếu mà ở quê thì cũng là rất là ok rồi anh ha. Dạ. Còn vợ anh ở nhà thì như mẹ chồng anh đã chia sẻ là công việc là buôn bán. Buôn bán cá. Một mức thu nhập một ngày. Đã... ngày cũng vài chục có, trong ngoài có 200 dạ. có. Nếu ở quê thì cũng đủ trang trải rồi. Dạ. Và hiện tại thì anh được mấy người con? Dạ, ba người. Ba người con. Và cái thời điểm mà vợ anh bỏ đi ấy thì mang theo những gì anh ha? Em theo thằng con trai à. À, con trai út đúng không ạ? Dạ. Dạ, có đem theo thứ gì khác không? Có đem theo tài sản gì không? Không. Không ạ. Trước khi đi thì có nói với anh điều gì không? Dạ, chứ chỉ kêu em lên đi làm chung với nó thôi. Rồi là em lên là nó chơi đi mất tiêu luôn. Em không hay biết gì. Làm chung ở trên... Bên Đồng Nai á. À, ở bên Đồng Nai ạ. Dạ. Là vợ anh không buôn bán nữa. Dạ, nghỉ buôn bán rồi. Rời quê để tới Đồng Nai để lập nghiệp. Dạ. Và anh có biết được rằng vợ anh lên đấy làm công việc gì không? Dạ, biết. Em biết làm công việc làm công ty gỗ á. À, làm công ty gỗ. Và trong cái thời điểm anh thấy được cái hình ảnh mà vợ của anh khoác vai người đàn ông lạ vào cái thời điểm nào? Cũng đây cũng 5-6 ngày à. Dạ, cho em xin phép được hỏi là cái lúc vợ anh bỏ đi cho tới bây giờ là được bao nhiêu ngày rồi? Cũng được 22-23 ngày. 22-23 ngày. Dạ. Và cái thời điểm mà anh thấy được vợ anh khoác vai người đàn ông lạ là cách đây là 5 ngày. Dạ, anh có biết rằng điều đó chứng tỏ điều gì không? Dạ, em ngoại tình. Đúng không ạ? Anh nói lại một lần nữa. Dạ, em đang ngoại tình. Dạ. Cái điều đó chứng minh rằng là vợ của anh đã có người đàn ông khác. Đúng không ạ? Dạ. Như anh chia sẻ, anh đã thấy được cái hình ảnh ấy trên TikTok. Đúng không ạ? Dạ. Khoác vai một người đàn ông lạ. Và người đàn ông ấy anh chưa bao giờ thấy mặt mà cũng chưa bao giờ quen. Không quen, không biết gì hết. Dạ. Thì điều đó chứng tỏ rằng vợ anh đã có cái tình yêu mới, có một cái hạnh phúc mới. Đúng không ạ? Khi mà anh mà thấy được cái điều đấy thì trong lòng anh như thế nào? Em muốn chết một mình luôn. Em rất là không biết gì hết trơn. Rất là đau đớn đúng không ạ? Thật sự rất là đau đớn. Cảm giác mà cái người bạn đời, cái người vợ mình tin tưởng, cái người mà mình thương yêu nhất đã phản bội mình. Đúng không ạ? Đã phụ tình mình đi theo một cái gọi là tiếng gọi hạnh phúc phải gọi là ảo. Cũng chỉ vì là theo em được nghĩ nếu mà chị ở quê xài điện thoại nhiều thì em được biết chắc là quen qua mạng. Dạ.
em qua mạng á. Quen qua mạng xã hội đúng không ạ? Dạ. Bỏ quê, bỏ con, bỏ chồng, bỏ mẹ, bỏ gia đình, đi lên Đồng Nai để làm đúng không ạ? Và cho tới thời điểm hiện đi nó cũng nói với tôi vậy kìa, nó đi nó nói chuyện với bạn chồng với em con vô hình tôi, nó đi tôi giá lúa rồi chớ thể nói mẹ ơi con đi bằng thành phố rồi chết về thì không có. Dạ là không có nói luôn đúng không cô? Không không, hai chồng tôi đương ngồi giá lúa mà nó đâu nói chuyện với tôi đâu. Không nó, có thưa nó... cha thưa mẹ là con đi làm không có. Cô vừa rồi cô chia sẻ là cô khẳng định chắc chắn 100% là cô nhìn thấy con gái của cô nói chuyện tối ngày sáng đêm trên điện thoại đúng không ạ? Phải. Dạ. Dạ rồi thì anh trai cũng đã lắng nghe mẹ vợ anh chia sẻ vừa rồi, thì anh bây giờ bản thân anh là người hiểu rõ nhất và anh biết chắc chắn một cái điều gì về vợ anh, thì một lần nữa thì em mời anh chia sẻ. Dạ em đang ngoài tình ở với người ta. Em chỉ không có nói gì hơn, em chỉ mong vợ em về chăm sóc con với em thôi. Dạ. Hiện tại thì bây giờ là công việc của anh là đi biển và anh đã tạm thời ngưng đi biển đúng không ạ? Để ở nhà chăm lo cho hai con. Dạ. Lúc này thì hai con của anh có được khỏe không? Nó buồn, nó nhớ mẹ lắm. Dạ, em hiểu mà. Con mà vắng mẹ thì em hiểu thật sự thì rất là tội. Rồi hằng đêm thì anh có thấy được con của anh có khóc vì nhớ mẹ không? Có, lâu lâu nó giật mình, nó kêu mẹ không à. Tội quá. Em biết được rằng bản thân anh ngay lúc này rất là nhớ vợ và rất là muốn vợ về nhà đúng không ạ? Yeah. Thì anh có lời nào muốn nói với vợ anh không? Em chỉ nói với vợ em, kêu vợ em về nên chăm sóc con với em thôi. Em không có trách vậy vợ hết. Anh sẵn sàng tha thứ. Yeah. Em sẵn sàng tha thứ cả hết. Cho dù vợ anh có mắc phải một cái lỗi lầm gì đấy đúng không ạ? Dạ. Yeah. Để mà vợ anh về nhà đoàn tụ cùng với anh, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, chăm lo cho các con, đúng không ạ? Dạ. Dạ anh nói đi. Một lần nữa thì anh muốn nhắn gửi điều gì tới vợ con của ai, vợ và con của anh. Dạ về chăm lo các con đi vợ, anh không trách gì vợ hết trơn á. Dạ. Dạ thưa quý cô chú anh chị bà con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, thì vừa rồi là câu chuyện của anh trai cũng như là mẹ tìm con gái, thật sự rất là đau lòng. À, qua cái video này thì em cũng rất mong chị có xem được cái video này, hãy nhanh chóng lập tức về nhà để đoàn tụ cùng với chồng, cùng với gia đình để chăm lo cho các con. À, thưa quý cô chú anh chị bà con cô bác cộng đồng mạng, thì cái video này em quay lên em rất mong quý cô chú anh chị bà con cô bác cộng đồng mạng xem và cùng chung tay góp sức chia sẻ lan tỏa cái video này mạnh mẽ để cho chị có sớm xem được để quay về nhà đoàn tụ cùng với gia đình chăm lo cho các con. Hiện tại thì các con của chị đang rất là nhớ chị. Dạ anh có lời nào muốn gửi tới toàn thể bà con cô chú cộng đồng mạng không? Em mong cộng đồng mạng chia sẻ về giúp giùm em. Em cảm ơn cộng đồng mạng nhiều. Dạ rồi cô. Tôi cũng vậy đó, em ơn cộng đồng mạng kiếm con gái về cho nó lo chăm xong cho hai đứa con đó. Chứ tôi cảm ơn chú Hải dùng tiếp dùm. Dạ, cái sự việc của cô và con rể của cô thì đội chị Mỹ Thanh Hải tiếp nhận cô nha. Sẽ cố gắng hết sức cô nha. Dạ, dạ thì con cũng chúc cho cô cũng toàn thể gia đình mình là thật nhiều sức khỏe. Và chúc cho anh là vợ anh sẽ sớm quay trở về. Dạ. Và tụ cùng với anh để chăm lo cho các con anh nha. Dạ. Dạ rồi thì em cũng xin mến chào quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước. Em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Dạ rồi con chào cô, em chào anh. Dạ, dạ. Chào cả các đồng mạng. Dạ. Tìm kiếm giùm con gái đưa về để nó chăm sóc cho mấy đứa cháu ngoại thôi. Dạ dạ cảm ơn cô. Dạ. Hỏi chuyện gì tôi cũng tha thứ cho nó hết. Dạ. À cô ơi, cho con xin phép được hỏi là cô và anh ha. Toàn bộ câu chuyện vừa rồi như cô và anh chia sẻ là hoàn toàn là sự thật đúng không ạ? 100% là sự thật đúng không ạ? Tôi nói sự thật đó là tôi. Nếu có điều gì sai trái thì cô và anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đúng không ạ? Được. Dạ và cái video này con xin phép cô và xin phép anh là sẽ đăng tải lên các trang mạng xã hội. Cô và anh có đồng ý không? Được. Có đồng ý không ạ? Dạ có. Và cái video này thì em sẽ không bao giờ gỡ, anh có đồng ý không? Dạ. Nếu có điều gì sai trái anh chịu trước pháp luật nha. Được. Dạ rồi thì xin cảm ơn cô và xin cảm ơn anh. Dạ chào cô và chào anh nha. Dạ dạ.